Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của giải cái đề thi kiểm tra một tiết lần 1 học kỳ 2 của chúng ta các bạn ha. Và nếu như phần 1 chúng ta đã làm xong rồi thì bây giờ chúng ta vào phần 2. Thì phần 2 là bắt đầu từ 4 la mã, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cái bài đọc này. Sau đó chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. Nói chung cũng dễ lắm các bạn, không có gì khó cả. Bây giờ chúng ta xem bài đọc nha. Hôm nay là chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật. Bà Brown đi chợ vào buổi sáng. Cô ấy cần rất nhiều thứ. Đầu tiên là cô ấy muốn một ít thịt, 1 kg cá và 5 g thịt bò. Sau đó cô ta muốn một ít rau quả. Cô ta muốn 3 can đậu, 3 cái lon đậu, 3 chai đậu và 1 kg cà chua. Cuối cùng cô ta muốn 2 lon bia để uống và 4 chai nước khoáng. Cô ấy đi về nhà bằng taxi. Đó, như vậy là đây là một cái bài đọc hiểu cũng hơi ấn tượng, gọn gàng thôi, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này như thế nào. Đầu tiên là người ta hỏi đúng hay sai. Hỏi đúng hay sai dễ lắm các bạn. Đúng hay sai, đúng thì chọn T, mà sai là chọn F các bạn nha. Ok. Cô ấy muốn một ít thịt, một ít rau, đúng hay sai? Cô ấy muốn một ít thịt này. Và cô ấy muốn một ít rau nữa. Ok, chính xác. Vậy thì câu này đúng thì chúng ta chọn T. Câu 2. Cô ấy muốn 1.000 g cá. 1.000 g cá là 1 kg cá đó các bạn, đúng không? Cô ấy muốn 1 kg cá. Rồi, chính xác luôn. Chúng ta chọn T. Chỗ này là người ta đánh mẹo chúng ta nha. 1.000 g này. 1.000 g này là bằng 1 kg này. 1 kg cá này. Chính xác chưa? Ok. Cô ấy cần 400 g thịt bò. Thịt bò nha. Beef. Thịt bò. Beef. 400 g thịt bò. Đúng hay sai? Đây, cái này là 500 g thịt bò. Cô ta muốn 500 g thịt bò thì câu này là sai. Sai là chọn F. Đó, dễ thôi đúng không? Câu cuối cùng nè. Cô ấy cần 2 chai, 2 can, 2 lon đậu và 1 kg khoai tây. Khoai tây. 2 can đậu và 1 kg khoai tây. 2 can đậu. Đây. À, 2 can đậu đâu rồi? Đây. Cô ấy cần 3 can đậu và 1 kg cà chua chứ không phải khoai tây. Vậy thì câu 4 này sai tại lê hết luôn. Sai tất cả hai ý luôn. Gọi là sai. Đó, như vậy là cái bài đọc hiểu này chúng ta chỉ cần nắm như vậy là được rồi. Bây giờ chưa còn cái phần trả lời các câu hỏi nữa các bạn. Đây, trả lời các câu hỏi của chúng ta đây rồi các bạn. Sau khi chúng ta chọn đúng sai xong đó, chúng ta sẽ trả lời 2 câu hỏi nữa. Câu hỏi thứ nhất này. Cô ấy muốn bao nhiêu thịt bò? Thế thì các bạn chỉ cần trả lời đây, thịt bò đây. Cô ấy muốn. Đây, she want. Đây, she wants các bạn nha. Đây các bạn nha. She wants. Cô ấy muốn. Rồi, ghi cả cụm tay nữa. 500 g thịt bò. Đó các bạn ghi cả cái cụm từ này phía sau này. Ở phía đây, phía sau này. Ok. Đó, cô ta muốn 500 g thịt bò. Ok các bạn nhé. Câu 2. Cô ấy cần 1 kg cà chua. 1 kg cà chua. Phải không? Thì chúng ta xem chữ cà chua đây. 1 kg cà chua. Đúng rồi. Yes. Chỗ này là trả lời là yes. She does. Đó. Cô ta cần 1 kg cà chua là chính xác. Rồi, đó là cái phần đọc hiểu. Bây giờ chúng ta tiếp tục một phần nữa, một phần cũng rất là hay. Đó là phần sắp xếp lại câu này các bạn. Đây, sắp xếp lại câu này. Sau khi chúng ta đã có phần đọc hiểu, bây giờ chúng ta sẽ có phần sắp xếp lại câu đây. Là phần 5 la mã này. Và mình sẽ giúp các bạn hình dung luôn nha. Chúng ta sẽ làm rất là dễ thôi. Bây giờ các bạn sẽ bắt đầu với câu thứ nhất. Câu thứ nhất này mình cần phải đoán nghĩa. Câu này á, mình đoán nghĩa cho các bạn này. Đầu tiên á, là người ta cho tất cả những chữ này thì mình đoán nghĩa là Peter không thích trứng và thịt gà, đúng không? Peter không thích
trứng và thịt gà, chính xác luôn đó. Đây, và mình in ra các bạn đây, đây. Peter không thích trứng và thịt gà đó, các bạn ghi cả câu này luôn nhá, là chính xác cả cụm từ như vậy rồi. Câu 2 này ta đón nghĩa được là tóc của anh ta thì không có ngắn, đúng không? Tóc của anh ta này tóc này thì không có ngắn, đúng không? Đây, tóc anh ta thì không có ngắn, không ngắn á, tóc anh ta không ngắn đó các bạn. Ok, đó là câu 2. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 3. Câu 3 ta đoán được nghĩa là gì? Bao nhiêu bài tập mà anh ta có bao nhiêu bài tập về nhà, đúng không? Đây, anh ta có bao nhiêu bài tập về nhà chỗ này, các bạn nhìn đây. How much homework does he have? Homework là không đếm được cho nên là dùng how much các bạn nhá. Anh ấy có bao nhiêu bài tập về nhà là hợp lý. Đó là câu 3. Bây giờ câu 4 này các bạn. Bài này có 6 câu đúng không? 6 câu. Câu 4 này, để thầy chép lại cho nó gọn nha. Đây, câu 4 của chúng ta là ta đoán được nghĩa này. Tôi có một vài quả chuối nhưng tôi lại không có bất cứ quả cam nào. Trong trường hợp này chúng ta cũng có thể viết ngược lại. Tôi có một vài quả cam nhưng tôi không có bất cứ quả chuối nào cũng được. Nà, cái cách này là nó rất là hay như vậy. Chúng ta có thể viết hai kiểu đúng không? Đây, câu 4 này. Tôi có một vài quả chuối nhưng tôi không có bất cứ quả cam nào. Các bạn có thể thay thế quả cam ở bên này bằng quả chuối bên kia cũng được, chuyển ra cũng được. Cái này chuyển vào, ok. Đó, trường các bạn cũng có thể nói là tôi có một vài quả cam nhưng tôi không có bất kỳ quả chuối nào cũng được. Về mặt ngữ pháp, ngữ nghĩa không có gì sai hết, đúng hết các bạn nha. Rồi, đó là câu 4. Bây giờ câu 5 này. Câu 5 ta đoán được nghĩa không? Bạn thích một tách trà không? Ồ, một dạng mời, lời mời các bạn này. Would you like a cup of tea? Tea, đó, đây. Câu 5 này. Bạn thích một tách trà không? Một tách trà để uống không? Đó, đấy là một cái dạng mà chúng ta quá quen thuộc trong văn nói nha, về nói tiếng Anh. Rồi câu cuối cùng các bạn đoán nghĩa được không? Lan có một khuôn mặt tròn và đôi mắt màu đen lớn. Đó, khuôn mặt tròn và đôi mắt màu đen lớn. Đây rồi. Lan có khuôn mặt tròn. Lan có một khuôn mặt tròn và đôi mắt màu đen lớn. Đó, các bạn nhớ nha. Màu sắc trước, kích thước sau này. Đó, cái này thì chúng ta gặp nhiều rồi, đúng không nào? Đó, hôm trước thầy giảng cái chỗ này. Rồi, đó là cũng là kết thúc cái phần 5 của chúng ta. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần 6 nè. Phần 6 là phần mà người ta cho mình một câu mẫu, rồi sau đó người ta đề nghị mình viết lại cái câu khác không thay đổi nghĩa của câu mẫu. Và mình đã hướng dẫn các bạn, mình đã trả lời dưới này hết rồi. Và mình cái việc giải thích cho các bạn thôi nha. Có 4 người trong gia đình của cô ta. Có 4 người trong gia đình của cô ta. Thì mình biến thành câu là gia đình của cô ấy có 4 người. Đây, các bạn viết cái cụm từ này liền sau cái chữ family này cho mình. Her family has 4 people. Gia đình của cô ta có 4 người. Thế thì tại sao chúng ta dùng has này? Bởi vì gia đình của cô ta, her family này là số ít, ngôi số 3 số ít, cho nên chúng ta phải dùng has. Chứ còn nếu số nhiều là chúng ta dùng have nha, các bạn nhớ hai từ đó. Đó, gia đình của cô ta có 4 người. Ok. Câu thứ hai. Nhà của tôi là ở đằng sau của cái khách sạn. Thế thì cái khách sạn là ở đằng trước cái nhà của tôi là chính xác đúng không? Đây, cái khách sạn, đây các bạn ghi cả cái cụm từ này cho mình ra phía sau này. The hotel is in front of my house. Đây, cái khách sạn thì là ở đằng trước nè, đằng trước cả cái cụm từ này là đằng trước cái gì các bạn? Đằng trước của cái gì? À, của ngôi nhà của tôi. Nhớ là giới từ in nha. In front of là quá quen thuộc rồi. Và cái khách sạn là ở đằng trước của
cái ngôi nhà của tôi là như vậy các bạn nhá. Nhớ in nhá, nhớ tự in cho mình. Và đây là earth đó, vậy thôi. Rồi như vậy là cái đề kiểm tra của chúng ta ngày hôm nay chỉ có hai phần như vậy thôi. Hy vọng các bạn thấy các video này có ích cho các bạn. Các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Hẹn các bạn video, hẹn ở các video tiếp theo. Chào các bạn.